Bây giờ là thử thách của Vi và hát được bao nhiêu thì ha. Ok. Chắc hát không được bao nhiêu quá. Tại vì trí nhớ ngắn hạn lắm. Cầu hôn. Thua luôn. Em nói rồi em mất nghe nhạc lắm. Em này đã thua từ đầu tới cuối rồi chị ơi. Em này đã thua từ đầu tới cuối rồi chị ơi. À, với em anh là cô bé. Đối với anh em vẫn là cô bé. Những ý suy trong đầu còn non nớt. Ta ra 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 ra. Bài của chị Quỳnh Hương. Yes. Khi giấc mơ về. Khi giấc mơ đã quay trở về. Em biết em vẫn không tin rằng ta trở đến với nhau bao giờ. Bài của anh Trí mà không thuộc nữa. Yes. Có ai thương em. À, bài của Tóc Tiên đúng không? Có ai thương em như vậy, có ai hơn em đây, đây. Vậy có tính là biết không ạ? Cô ấy của anh ấy à, đêm lao sao. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai. Đêm đông cô đơn vắng ai. Đúng không ta? Chắc vậy quá à, chuyện về người con gái. Con bạc của mình đó. Chết rồi. Chuyện người con gái mới biết yêu yêu lần đầu. Nằm thân ngơ buồn vui vơ. Trời ơi, không phải của mình mà còn quên đó quý vị. Cho nên là quý vị thông cảm nha. Ngày chưa đem bảo đôi bờ. Trời tất quá, không nhớ ra. Anh tin anh nơi bên vang. Phong ta. Chiều hoa ngôn tắt nắng. Không nhớ lời. Đôi bờ. Cô đơn trên sofa biết chứ sao không? Cô đơn trên sofa con tim như tan rã. Người tình mùa đông. Đường vào tim em môi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa mưa rơi trên đường kia. Nàng thơ. À, em không là nàng thơ. Anh cũng không còn là nhạc sĩ. Em gái mưa. Quên rồi. Tìm về nơi đâu của anh Thanh Bồi. Where do we go from here? Where do we go, my love? Where do we go, yêu thương chưa tới nơi đâu. Cô gái đến từ hôm qua. À, biết. Anh dạy xong quên chỗ này đó. Ừ, mày mới một đứa thôi. Thế em còn định đẻ đứa thứ hai khổ. Có nghệ sĩ được đẻ anh chị không vậy? Chưa từng. Chưa từng đúng không? Thật luôn á. Bởi nãy thấy cái game này là thấy bó tay rồi. Một ngàn nỗi đau biết luôn á nhưng mà không nhớ hát ra sao. Thôi thông cảm đi quý vị ơi. Mình đến là con gái phải nên mẹ một con rồi. Cho nên là trí nhớ nó chỉ tới đó thôi. Chưa quên người yêu cũ. Còn Vi thì quên hết mà hát rồi. Alo, không biết luôn. Rồi vậy là kết thúc trò chơi. Có phải đây là một người nghệ sĩ gọi là có trí nhớ tuyệt vời nhất hay không? Tôi nghĩ là như vậy đó.